Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên audio kiếm hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 87 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện, biên soạn Minh Hoàng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tiếp tục quay lại diễn biến của trận công thành. Lúc này, Cổ Bàn và Huống Thiên Minh đã thống lĩnh chủ lực quân Chu Thần Giới tiếp cận cửa thành. Quân đoàn loạn thần giới dưới tình huống đã mất đi vị trí phòng thủ, hiển nhiên không có cách nào ngăn cản thế công mãnh liệt như vậy. Lúc này chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một phần công kích, nhưng cũng không được bao lâu. Mà tình hình giữa Hồng Quân và Lý Hồng Đức cũng cực kỳ kịch liệt. Hồng Quân mặc dù không có giải cấm, nhưng bất diệt phách thể cũng đã tăng lên giới hạn đoạn thứ 3. Vô luận là khả năng công hay thủ, chính là tốc độ cao vẫn chiếm được ưu thế thật lớn. Nhưng phách thiên đao quyết của Lý Hồng Đức cũng lợi hại chẳng kém, lợi dụng điều khiển hỗn độn vật chất, hơn nữa còn vận dụng hỗn độn linh bảo cùng với cuộc chiến công phòng của Hồng Quân không chút nào rơi vào thế hạ phong, phách thiên đao quyết càng đánh càng hoàn mỹ. Song giờ phút này, đột nhiên Lý Hồng Đức thu chiêu có chút hoảng sợ, nhìn về phía tường thành, tựa hồ cực kỳ phẫn nộ, nghiến răng nói: "Không nghĩ tới Mạc thống lĩnh cư nhiên chết dưới tay Chu Thần Giới các ngươi." Hiển nhiên khí tức của Mạc La đã biến mất, hắn đã chết dưới vô thượng chiến ý của Tôn Ngộ Không. Hồng Quân có chút nhíu mày, mặc dù đang bị áp chế thần thức không thể tỏa đến địa phương kia, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ khí tức cường đại đã biến mất, nhất thời cười nói: "Xem ra Tôn tướng quân của chúng ta đã giết chết một thống lĩnh của các ngươi, bất quá không cần gấp, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi." "Đừng nằm mơ." Lý Hồng Đức hiển nhiên cực kỳ khẩn trương, vội vàng quan sát tình hình chiến sự tại Ma Long Thành. Vô luận là khí thế hay chiến thế thì Chu Thần Giới đã chiếm được rất nhiều ưu thế. Thần sắc đại biến, giận nói: "Ta thật sự đã quá xem thường các ngươi, bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi, tất cả sẽ chấm dứt tại đây." Sau khi nói xong những lời này, Lý Hồng Đức đột nhiên sử dụng tốc độ cực nhanh lui về phía sau, bay về phía một kiến trúc rất lớn tại Trung ương Thành, cũng chính là thành chủ phủ. Bất quá tốc độ của hắn lại quá nhanh, Hồng Quân không kịp triển khai trạng thái phách thể giai đoạn thứ 3, trong chớp mắt đã đuổi theo hắn. Lý Hồng Đức đứng cao cao trên thành chủ phủ, cuồng tiếu nói: "Ta nghĩ các ngươi sẽ không thể dự tính đến chuyện này. Hùng Thiên, ra cho ta." Kình khí bộc phát, phách thiên đao quyết của Lý Hồng Đức được chém ra, xí liệt hỗn độn khí trên thân đao xoay tròn cực nhanh, dồn vào một trưởng. Ẩn hàm trong đó là lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Có điều mục tiêu ở đây không phải là Hồng Quân, mà là thành chủ phủ dưới chân hắn. Trong nháy mắt, cả thành chủ phủ đều sụp đổ xuống. Song xuất hiện trước mặt Hồng Quân chính là một thân hình vô cùng cao lớn. Một tiếng tê hống trầm muộn từ phía trong truyền tới, vang vọng cả Ma Long Thành. Thanh âm mạnh đến nỗi khiến cho kiến trúc bốn phía như đổ dạp sang hai bên. Hồng Quân sắc mặt đại biến, quan sát hình thể to lớn kinh khủng của ma thú kia. Ma thú toàn thân thấu phát ra khí tức đặc thù của hỗn độn khí, hắc sắc vật chất kết dính bao trùm toàn thân bên ngoài nó, không ngừng chuyển động linh hoạt. Khi đôi tay của nó giơ lên, từ bên trong cho dù là chưa đứng dậy, độ cao cũng đạt tới 200 thước. Da thịt màu đỏ, đôi mắt bắn ra lam quang lạnh lẽo. Ma thú có 6 chi to lớn, trong đó 2 tay nằm hai bên hông. Trên đỉnh đầu mọc lên 3 cái sừng dài nhọn hoắt. Phía sau có đôi cánh trong lúc đó không ngừng rung động. Hỗn độn vật chất cũng phiến động theo đó, mà nó khiến cho người ta chỉ có một cảm giác, đó là bạo ngược, hung lệ, là một ma thú hung tàn đích thực. Lý Hồng Đức hiển nhiên đối với thần sắc hoảng sợ của Hồng Quân là cực kỳ thích thú, hưng phấn vỗ đám hoa văn đồ đằng trên ngực trái nói: "Người căn bản không biết loạn thần giới ngoại trừ binh khí, thuẫn giáp, ngoài ra còn nuôi dạy ma thú, cũng là lợi thế lớn nhất trong chiến tranh của chúng ta. Hùng Thiên này chính là một trong tam đại mãnh thú của loạn thần giới. Ta muốn xem người như thế nào ứng phó đây." Nói đến đây, Lý Hồng Đức liền khoát tay ra hiệu. Sâu trong yết hầu ma thú Hùng Thiên nhất thời bộc phát ra một tiếng giống hận như kiềm nén đã lâu. Cả Ma Long Thành đều ầm ầm rung chuyển. Cỗ khí thế hung lệ này khiến cho tận đáy lòng Hồng Quân sinh ra một tia sợ hãi. Nguyên lai ưu thế của loạn thần giới ngoại trừ hỗn độn linh bảo ra còn có ma thú ở chủ tinh này. Tình huống như vậy đích xác Hồng Quân chưa nghĩ đến.
tiếng cười của Lý Hồng Đức càng ngày càng thêm cuồng vọng. Hùng Thiên, giết hắn cho ta, mau đi! Một tiếng giống hận trầm thấp từ trong miệng nó phát ra, lưỡng đạo lam quang u ám bắn thẳng về phía Hồng Quân. Đôi cánh run lên, thân thể quá ư khổng lồ nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh, đảo mắt đã xuất hiện trước người Hồng Quân. Cái miệng đỏ như máu của ma thú mở ra, nhất thời truyền đến một mùi xú uế kinh tởm. Hồng Quân nhìn rõ ràng bên trong miệng ma thú lưu lại rất nhiều hỗn độn vật chất, hiển nhiên bản thân nó chính là từ trong hỗn độn khí tu dưỡng mà thành. Thân thể chính là một loại trạng thái phách thể, vô luận là tốc độ hay phòng ngự đều cường hãn rất nhiều. Ta muốn xem Hung Thiên này tới cùng có bao nhiêu hung dữ đây. Sau một khắc, thân thể Hồng Quân hóa thành một đạo lưu quang. Giai đoạn thứ 3 tốc độ rất khác so với giai đoạn thứ 2. Giai đoạn 2 là đề cao vật chất, di chuyển cực nhanh, cơ hồ đã chỉ thấy tàn ảnh. Nếu thăng lên 2 cảnh giới nữa có thể đạt tới trạng thái thuấn di. Hồng Quân giới! Hồng Quân hét lớn một tiếng, bàn tay thả ra một đoàn ánh sáng ngọc bao phủ Hung Thiên vào bên trong. Hồng Quân giới nhất thời đối với nó sinh ra tác dụng hạn chế. Cho dù là tốc độ, công phòng hay là các phương diện khác, bên trong Hồng Quân giới thực lực của Hồng Quân cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Vài đạo quyền ảnh nhưng tụ lực lượng rất lớn oanh kích trên người Hung Thiên. Lý Hồng Đức một bên thấy thế, ánh mắt thu lại nói: người này thật không đơn giản, xem ra ta phải đem chuyện này nói với loạn thần giới mới được. Chẳng lẽ nguyên thủy trục tâm thật sự đã bị phá vỡ sao? Lại một tiếng hống vang lên, lúc này Hung Thiên bạo nộ hẳn, hỗn độn vật chất toàn thân cũng theo đó mà sôi trào, sử dụng những chiếc sừng bén nhọn không ngừng công kích Hồng Quân. Bằng vào ưu thế tốc độ, Hồng Quân mặc dù có thể miễn cưỡng tránh né công kích, nhưng từ trên người Hung Thiên tán vọng lại một cỗ lực lượng hung tàn khiến cả Hồng Quân giới đều rung chuyển. Rất hiển nhiên, Hồng Quân giới đối với bản thân ma thú mặc dù có hạn chế nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hồng Quân không ngừng né tránh, tựa hồ đã hoàn toàn chọc giận Hung Thiên. Cái miệng đỏ ngầu mở ra lớn nhất có thể, hỗn độn vật chất ẩn trong hư không tựa hồ bị một cỗ lực lượng hấp dẫn kỳ dị từ trong miệng ma thú không ngừng tụ lại, hình thành một hỗn độn cầu rất lớn, trên đó tản ra hắc sắc quang hoa u ám. Đong! Hỗn độn quang cầu bắn ra, lực phản chấn khiến thân thể cực lớn của Hung Thiên bị bắn về phía sau mấy chục thước. Hỗn độn cầu rít lên trong không trung, nháy mắt đã tới trước mặt của Hồng Quân. Hồng Quân thần sắc đại biến, hắn không ngờ tới ma thú có thể đạt tới trình độ này. Song lúc này đã không còn thời gian để tránh né. Trong lúc đó, cả thân thể Hồng Quân đều hiện ra một cỗ quang hoa màu đỏ sậm, giống như hỏa diễm phun lên từ miệng núi lửa vậy. Oanh! Hỗn độn cầu hoàn toàn đánh lên người Hồng Quân. Hỗn độn vật chất bắn ra tứ phía, lan khắp cả bầu trời Ma Long Thành, trông giống như đoàn đoàn mây đen. Bất quá không bao lâu sau, vật chất này dần dần tan biến, một phần còn sót lại, tuy nhiên phần lớn đều thấm vào sâu bên trong không gian. Hung Thiên là lục cấp ma thú, thực lực tương đương với hoàn hư cảnh giới, người bất quá mới chỉ là thiên mang sơ kỳ, dưới tình huống chiến đấu chênh lệch cấp bậc như vậy, người bại tất nhiên là ngươi rồi. Thống lĩnh Lý Hồng Đức có vẻ cực kỳ cuồng ngạo, hắn đối với thực lực của Hung Thiên có vẻ tuyệt đối tự tin. Sau một lúc sau, từ trong mông lung hỗn độn vật chất xuất hiện một thân ảnh khiến cho hắn giật mình không thôi. Chỉ là hoàn hư sơ cảnh, ngươi xem thực lực của ta hiện giờ thế nào. Y phục của Hồng Quân đã bị rách nát hết, xuất hiện trong đám hỗn độn vật chất, trên bề mặt da thịt lưu chuyển một tầng quang hoa đỏ sậm, toàn thân thấu phát ra một cỗ bạo lực không cách nào tưởng tượng nổi. Đây, thiên mang hậu kỳ là chiến thần quyết sao? Từ viễn cổ đã ghi lại, cũng chỉ có chiến thần giới phía bên kia vách ngăn của nguyên thủy trục tâm mới có khả năng kích thích năng lực bản thân như vậy. Lý Hồng Đức đối với những điều này nhớ khá kỹ nên liền nhận xét được ngay, nhưng cũng không dám hoàn toàn xác định, bởi lưu chuyển trên thân thể Hồng Quân là một loại quang hoa đỏ sậm. Hồng Quân hừ lạnh một tiếng: ta không biết cái gì là chiến thần quyết, nhưng trạng thái giải cấm trong nháy mắt có thể bạo phát lực lượng càng thêm cường đại. Sau một khắc, thân ảnh Hồng Quân đã biến mất, mà toàn thân Hung Thiên không ngừng phát sinh ra những tiếng da thịt bị cắt đứt cùng với tiếng xương bị đập tan. Da thịt cứng rắn từng chút một bị lún sâu, như đã bị một lực lượng nào đó đang tấn công. Hung Thiên nhất thời phát ra một trận tê hống thảm thiết, hỗn độn cầu từ trong miệng của nó không ngừng bắn ra oanh kích trên mặt đất. Chỗ nào bị đánh trúng đều bị cỗ lực lượng cường đại này làm cho thủng một lỗ sâu.
Lực lượng tinh hoàng bộc phát này chính là đột phá bất diệt phách thể của Hồng Quân mấy năm nay. Giải cấm lần thứ nhất, trạng thái đầu tiên có thể tăng lên 2 cảnh giới, lợi dụng hỗn độn vật chất biến đổi thân thể, sinh ra bạo phát cường đại, lực phòng ngự và tốc độ cũng sẽ theo đó mà tăng lên gấp bội. Bất quá, điều hạn chế duy nhất chính là trạng thái giải cấm không thể duy trì trong thời gian dài, cho nên phải tốc chiến tốc thắng là biện pháp duy nhất mà Hồng Quân lúc này có thể chiến thắng. Tiếng giống hận liên tiếp vang lên từ bên cạnh Hồng Quân, điên cuồng công kích tới. Khí thế bạo ngược của Hung Thiên hoàn toàn bộc phát, từ trong miệng nó bắn ra hơn 1000 hỗn độn quang cầu với mật độ như thế tản ra bốn phía. Cho dù tốc độ có cao tới đâu, Hồng Quân cũng không có nơi để tránh né. Bất quá cũng may khả năng phòng ngự của phách thể quá cao, cho nên công kích đánh trúng hoàn toàn mất đi năng lực. Trình độ phòng ngự của Hung Thiên cũng tương đối mạnh, Hồng Quân cũng không có nhiều thời gian, công kích hiển nhiên không có hiệu quả quá lớn. Mà lúc này trạng thái giải cấm cũng sắp biến mất, Hồng Quân chuẩn bị phải ra một quyết định cuối cùng. Chịu chết đi, xúc sinh! Quả nhiên Hồng Quân đã nổi giận, gầm lên một tiếng, đưa trạng thái giải cấm lên tới cực hạn, lực lượng bộc phát cũng đạt tới trạng thái cao nhất. Toàn thân như tinh vân rơi từ không trung xuống, tản ra quang hoa đỏ sậm, hung hăng đánh lên người Hung Thiên. Hung Thiên gào thét dữ dội một tiếng, trong miệng vừa mới ngưng tụ thành công vật chất hỗn độn đã ầm ầm tán loạn, hiển nhiên đã mất đi năng lực khống chế nó mà trở nên hỗn loạn hẳn lên. Còn ở trên bụng Hung Thiên, một đạo quang hoa nóng rực ám hồng sắc mạnh mẽ mà phóng lên. Ở bên trong, toàn bộ Ma Long Thành hiện ra vô cùng chói mắt, cùng cố lực lượng bạo phát kia trong nháy mắt hình thành một đạo khí lưu vòng tròn theo tốc độ kinh người lan ra xung quanh. Nhưng hễ là lan ra đến đâu thì bất luận là công trình gì đều trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Lý Hồng Đức hai mắt trợn tròn, trên mặt để lộ ra thần sắc không thể nào tin nổi. Hắn cảm giác được thật rõ ràng, vừa rồi cường độ lực lượng bạo phát tuy là mới chỉ trong nháy mắt cũng đã vượt qua hoàn hư cảnh giới. Thân thể Hung Thiên to lớn tại dưới lực xung kích của cỗ bộc phát, căn bản không cách nào chống đỡ, hướng về phía sau lảo đảo quay cuồng. Thế nhưng dựa vào một cỗ khí thế hung lệ đang gặp phải cỗ lực lượng này đẩy ra trong chớp mắt, vật chất hỗn độn rối loạn lại được nó tụ hợp trở lại. Một khối hỗn độn cầu xen lẫn tiên huyết bắn ra ngoài, va chạm mạnh mẽ vào giữa quang hoa ám hồng sắc đó. Đong! Tiếng va chạm vô cùng nặng nề vang lên, thân thể ma thú Hung Thiên tầng tầng lớp lớp va chạm trên mặt đất. Trong nháy mắt, hơn 10 tòa kiến trúc như thế đều bị ép thành nát bấy, toàn bộ mặt đất đều theo nó mà lõm xuống dưới. Điều này sao có thể? Lý Hồng Đức thật sự có chút kinh sợ vạn phần. Ma thú Hung Thiên này là lợi khí của loạn thần giới mang đến, chuyên môn công thủ thành thị, thực lực mạnh mẽ, thậm chí so với ma thú cùng cấp bậc đều muốn hung hãn hơn. Nhưng trước mắt phát sinh một màn này, ma thú Hung Thiên hiển nhiên đã hoàn toàn bị đánh bại. Mặc dù công kích ở cường độ cao cũng không cách gì kết liễu tính mạng của nó, nhưng cỗ hung lệ thô bạo đó lại rất nhanh biến mất. Sau một khắc, một bóng người không hề bắt mắt chút nào cũng mạnh mẽ rơi xuống trên mặt đất. Quần áo toàn thân Hồng Quân rách nát, vết thương ngoài da từng đạo huyết nhục mơ hồ làm cho người khác nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng kỳ quái chính là mặt ngoài thân thể của hắn lưu động một tầng vật chất hỗn độn dày đặc, không ngừng dung nhập vào bên trong vết thương của hắn. Cùng với tiếng xé gió truyền đến, lưỡi đao của Lý Hồng Đức đã đặt ngang trên cổ Hồng Quân, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng dữ tợn, uy nghiêm nói: "Hỗn đản đáng chết, lại dám tổn thương lục cấp ma thú công thành của ta, ta giết ngươi!" Thân đao vung lên, Lý Hồng Đức phẫn nộ đem toàn bộ lực lượng lớn nhất chính là Bá Thiên đao quyết xuất ra. Đao nhận sắc bén ở trên vút qua một mặt vật chất hỗn độn, dường như có thể chấm đứt hết thảy mọi vật, gào thét mà bổ xuống. Nhưng chính vào lúc này, một cỗ lực lượng giống như đủ khả năng nghiền nát hư không bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thân đao của Lý Hồng Đức run lên, dường như trong nháy mắt giống như thoát khỏi tầm khống chế của hắn vậy, cho dù ngay cả vật chất hỗn độn đều rối loạn. Một cỗ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ từ trong thân đao đột nhiên bộc phát, một tiếng nổ vang chói tai bộc phát ra, đao trên tay của hắn đã bị cỗ lực lượng mạnh mẽ kia phát sinh xoắn đứt. Mảnh nhỏ của lưỡi đao bắn ra bốn phía, mà vật chất hỗn độn dày đặc trong thân đao cũng lan tràn ra ngoài. Lúc này, trên mặt Lý Hồng Đức đã không còn là kinh ngạc mà là vẻ mặt sợ hãi. Thanh bá đao này chính là tam đại binh vương của loạn thần giới. Nó được giải công chế tạo ra, một kiện này gần giống như là kiện trung phẩm hỗn độn hoàn mỹ.
tưởng muốn hủy diệt một kiện bảo vật này, trừ phi có được lực lượng hoàn thư cảnh giới, hoặc nhất định phải là một kiện thượng phẩm hỗn độn linh bảo. Lý Hồng Đức hoảng sợ ngẩng đầu lên, lại trông thấy một trường phiên hắc sắc đang phất phơ ở trước mặt hắn. Cổ Bàn cầm trong tay bàn cổ phiên đang đứng ở trước mặt hắn, vẻ mặt ngưng trọng, giữa trán phát ra một cỗ sát khí. Xem ra hỗn độn linh bảo của ngươi thực sự quá rách nát rồi, lại có thể đem tiểu quân bước đến tình cảnh như thế này, đi chết đi. Một tiếng hừ lạnh dâng lên, Cổ Bàn lắc bàn cổ phiên một cái, một cỗ lực lượng nghiền nát hư không nhất thời truyền đến. Cũng là cái tinh vực không gian vốn được khai sáng ra từ vũ trụ nguyên thủy này cực kỳ ổn định. Lực lượng của cổ bàn phiên chỉ dâng lên một vòng tròn gợn sóng hư ảo. Lý Hồng Đức cực kỳ sợ hãi, theo bản năng vung lên thanh bá đao ở bên trên vừa bị xoắn đứt nát tan, chuẩn bị để ngăn cản. Thế nhưng không ngờ tới, phía sau bỗng bộc phát ra một cỗ ánh sáng bạch kim sắc chói lọi, một đạo quang hoa hình cầu với tốc độ không thể tưởng tượng như đã xuyên ngang qua cơ thể của hắn. Trong khoảnh khắc, thân thể của Lý Hồng Đức bị cỗ lực lượng kia xoắn trở thành tan nát, thậm chí ngay cả khải giáp phòng ngự đều không thoát khỏi vận rủi. Người giết hắn như vậy, những binh sĩ sẽ xử lý như thế nào? Cổ Bàn than thở nói. Hướng Thiên Minh đứng ở bên cạnh Cổ Bàn lạnh nhạt nói, ta đã không có hứng thú tiếp tục đi chiêu hàng bọn chúng nữa rồi, lần này muốn giết thì thoải mái mà giết đi. Thật sự không có nghĩ đến bên trong chủ tinh của loạn thần giới còn có tồn tại ma thú mạnh mẽ như vậy, xem ra chúng ta đích xác là tính sai rồi. Cổ Bàn khe khẽ lắc đầu. Xem ra ngoại trừ ưu thế của hỗn độn linh bảo, thuần hóa ma thú cấp cao cũng là chủ lực của loạn thần giới để mở rộng khu vực. Loại ma thú này có thể đem tiểu quân bước đến mức độ như thế này, hiển nhiên về phương diện thực lực cũng không tầm thường. Huống Thiên Minh nhìn vết thương trên thân thể Hồng Quân cảm khái nói. Nhưng không bao lâu, bất diệt phách thể của Hồng Quân đã hoàn toàn khôi phục, vật chất hỗn độn hoàn toàn dung nhập vào trong huyết nhục của hắn. Hắn cũng từ từ hồi phục ý thức. Tiểu Quân thế nào rồi? Cổ Bàn hỏi. Mà Hồng Quân đã trải qua hai lần sinh tử, toàn thân cũng xảy ra chút ít biến hóa. Bên ngoài da thịt, hỗn độn quang hoa mờ ảo không ngừng lưu động, toàn thân lộ ra một cỗ khí tức thần bí. Hồng Quân hướng lên không trung hít một hơi thật sâu, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, cười nói, thật sự không nghĩ tới, mỗi lần trải qua một lần sinh tử, đối với cảm ngộ hỗn độn cũng càng ngày càng hiểu sâu hơn. Lúc này đối với ta mà nói lại là một cơ hội rất tốt. Tiểu Quân, ta vừa mới cảm giác được một cỗ lực lượng bạo phát cực kỳ mãnh liệt, đây là chuyện gì xảy ra? Huống Thiên Minh liền hỏi ngay. Hồng Quân hơi hơi cười nói, ban nãy ta đem trạng thái giải cấm vượt quá mức cực hạn, đạt tới một loại trạng thái mà thân thể ta không cách nào chịu được. Những thương tổn này trên thân thể ta là 8 phần công kích ban nãy lưu lại. Vậy phách thể của ngươi còn là bất diệt, chẳng phải là có thể vượt qua cực hạn vô tận, dù sao cũng không chết được rồi. Hồng Quân nhíu mày trầm giọng nói, mặc dù nói là nói như vậy, nhưng năng lực khống chế hỗn độn còn chưa cao, cũng đã vượt qua cực hạn tạo thành một đạo tử huyết. Nếu như muốn tại trạng thái giải cấm thực sự tăng lên đến đỉnh phong, chỉ e rằng đối với vạn vật vật chất hỗn độn còn cần tiến hành lĩnh ngộ cảnh giới cao hơn mới được. Cổ Bàn nghe được lời này của Hồng Quân, tiện tay từ trên không trung cầm một nắm vật chất hỗn độn, xúc động nói, không nghĩ tới trong vật chất dày đặc này lại có thứ cao thâm như vậy. Hồng Quân hờ hững cười một tiếng, một hạt cát đều có thể hình thành một thế giới, càng huống chi đây là dạng vũ trụ nguyên thủy cơ bản nhất. Hiện giờ tình hình chiến tranh như thế nào rồi? Huống Thiên Minh nhìn chằm chằm hướng vào cửa thành nói, có thể nói lần tập kích này thì đã quá thành công, chủ lực quân đã đánh tới vị trí cửa thành, bây giờ phòng trừng đã phá vỡ đạo phòng tuyến thứ nhất của bọn chúng. Ta cùng với tiểu cổ còn giết chết vài tên phó thống lĩnh, tinh thần chiến đấu của chúng cực kỳ sa sút, căn bản có thể nói tình hình đã được ổn định. Cổ Bàn tiếp lời nói, chẳng qua bây giờ hai thống lĩnh này đã không còn hài cốt, muốn chiêu hàng đã không còn khả năng. Với lại chỗ hầu tử chỉ huy quân tiên phong còn không tới 1.000 người, tình hình chiến tranh nơi đó có chút không ổn. Hồng Quân ha ha cười một tiếng, với đấu trí cùng chiến ý của hầu tử, cho dù chỉ còn một mình cũng có thể quét sạch trên 10.000 đại quân, cái này không cần lo lắng. Nếu không cách nào chiêu hàng, vậy toàn bộ giết sạch đi, mục đích của chúng ta là chiếm giữ toàn bộ Ma Long Tinh. Lúc trước Lý Hồng Đức vội vàng tập hợp gần 50.000 binh lực, bởi vì mất đi thời cơ,
cùng vị trí tốt nhất để phòng thủ tường thành, mà còn bị quân chủ lực của Chu Thần Giới tập kích thành công. Hiện tại hơn phân nửa đã bị giết, đặc biệt là Cổ Bàn cùng Huống Thiên Minh giết chết vài tên phó thống lĩnh, khí thế rất phấn khởi, thế tấn công càng ngày càng mãnh liệt, sao mà không thể thu nhập được. Trước mắt Tôn Ngộ Không chỉ huy số lượng không đến 1.000 quân tiên phong của Chu Thần Giới đang trên chiến trường tùy ý tàn sát. Tôn Ngộ Không lúc chiến đấu cùng với Mạc La mặc dù bị trọng thương, nhưng chiến ý và đấu trí lại không có chút nào suy giảm. Cái gọi là vô thượng chiến ý thúc đẩy Tôn Ngộ Không trong trận chiến điên cuồng mà chiến đấu, mà hắn cũng đang hưởng thụ quá trình này. Đấu chiến côn điển từ nhất côn lên đến cuối cùng là tứ thập bát côn, liên tục không ngừng, không có bất cứ thời gian nào bị gián đoạn mà liên tục công kích. Tại trên chiến trường đều nhìn chiến trường bằng nửa con mắt. Quân tiên phong của Chu Thần Giới đã đánh tới đạo phòng tuyến thứ tư. Lúc này Hồng Quân cùng Cổ Bàn cũng đuổi theo phía sau trợ giúp Tôn Ngộ Không hướng đạo phòng tuyến thứ năm mà đánh vào. Không qua bao lâu, Huống Thiên Minh cũng dẫn đầu hơn 3 vạn quân chủ lực đã phá vỡ đạo phòng tuyến phòng ngự thứ hai, cũng hội hợp với Tôn Ngộ Không. Trận chiến đánh giết làm cho trời đất tối sầm, đám người Hồng Quân cũng không có nghĩ đến việc tiến hành chiêu hàng. Chính như Huống Thiên Minh đã nói, muốn giết cứ giết thoải mái. Trải qua thời gian không bao lâu, 7 đạo phòng tuyến đã hoàn toàn bị phá vỡ tan tành, và tòa Ma Long Thành này rốt cục cũng thuộc về phạm vi của Chu Thần Giới. Hiện tại lĩnh vực của Chu Thần Giới đã mở rộng phạm vi tới 4 nức dặm, bao gồm cả hai cái chủ tinh cùng với vô tận tinh cầu không có người. Toàn bộ gần 1/3 thiên âm tinh hệ đã bị Chu Thần Giới hoàn toàn chiếm giữ. Chiến tranh qua đi, Hồng Quân lập tức đem toàn bộ binh lực phân bố ở xung quanh Ma Long Thành, cùng với từng ngóc ngách thành thị của tinh cầu đều cần có binh lính trấn thủ. Dùng cái này đối với Ma Long Tinh bố trí một đạo phòng tuyến. Lúc này 4 người trôi nổi trên bầu trời Ma Long Thành. Tôn Ngộ Không đang nhìn một mảnh hoang tàn, không vui nói: hiện tại chủ thành này đã bị hủy, chúng ta còn nên đem đại quân đóng giữ ở tinh cầu này không? Cổ Bàn khẽ lắc đầu, hờ hững cười nói: lúc này không có cái gì, bọn binh sĩ có thể tiến hành xây dựng lại. Điều quan trọng duy nhất chính là quả tinh cầu này đại biểu cho Chu Thần Giới chúng ta đã có chỗ đứng giữa hai giới, hiện tại là đứng ở thế chân vạc, kiềm chế lẫn nhau. Bọn họ còn muốn đối với chúng ta tiến hành công kích, cần phải có một phen cân nhắc thật tốt mới được. Huống Thiên Minh hừ lạnh một tiếng: ây da, chẳng qua là Chu Thần Giới chúng ta thiết lập tại khu vực của kẻ khác, không khỏi có chút khó chịu mà. Hồng Quân cười nói: mặc dù một vài tử quân chiêu hàng đã nói tinh vực này chính là lĩnh chủ của Tử Thần Giới khai sáng mà thành, thực lực của hắn đã đạt tới quy thần hậu kỳ rồi, thậm chí là hóa thiên cảnh giới, nhưng bây giờ thực lực chân chính như thế nào không cách nào biết được. Nếu như chúng ta có thể đạt tới loại cảnh giới này, đương nhiên cũng có thể khai sáng ra một cái tinh vực, khiến cho Chu Thần Giới của chúng ta càng thêm lớn mạnh. Cổ Bàn nói: nếu như tên Tử Thần lĩnh chủ này thực sự có thần thông như thế, vậy hắn muốn giết chết chúng ta cũng rất đơn giản, tại sao đến bây giờ cũng chưa có động tĩnh vậy? Huống Thiên Minh tiếp lời nói: điều này rất đơn giản, bởi vì lĩnh chủ của Loạn Thần Giới cũng như nhau đang kiểm chế hắn. Nếu như hắn tùy tiện hướng về chúng ta tiến hành công kích, lĩnh chủ của Loạn Thần Giới ắt phải đánh chiếm Tử Thần Giới. Chu Thần Giới của chúng ta bây giờ chỉ là cân bằng ở bên trong hai giới, mà lại thiết lập thế cân đối mà thôi. Bất luận là một phương nào làm mất đi sự cân bằng thì tam giới ắt sẽ đại loạn. Hồng Quân gật đầu nói: nói rất đúng, thế nhưng tình hình hiện tại đối với chúng ta rất có lợi. Chúng ta phải trong thời gian ngắn nhất bắt tù binh càng nhiều càng tốt, hơn nữa làm binh sĩ để tăng cường thực lực của Chu Thần Giới chúng ta. Tôn Ngộ Không bĩu môi nhìn Hồng Quân nói: ta biết kế hoạch của các ngươi là cái gì, chẳng qua trước hết chúng ta phải tiếp tục tìm cách nâng cao cảnh giới đi. Hồng Quân ha ha cười nói: ngươi hiểu ta, Tôn Ngộ Không nói không sai, mục tiêu của ta không phải tinh hệ mà là Tử Thần Giới. Nghe đồn cao thủ của Tử Thần Giới nhiều như mây, phần lớn là cao thủ hoàn hư cảnh giới trở lên, cho nên chúng ta cần phải trong thời gian ngắn nhất tiến hành tu luyện lĩnh ngộ có hiệu quả nhất để nâng cao cảnh giới của mình. Cổ Bàn gật đầu nói: ta đồng ý, tại vũ trụ này hạn chế pháp tắc thật sự là quá lớn. Ta nghĩ nếu như hướng bản cổ phiên tiến hành nghiên cứu thêm một bước nữa mới có thể nâng cao năng lực của ta thêm một lần nữa. Huống Thiên Minh nói: đúng thế, như vậy mở rộng phạm vi thì giao cho hầu tử, chỉ có ở trong chiến đấu năng lực của hắn mới có thể tăng lên. Tôn Ngộ Không ha ha cười một tràng:
Muốn cho ta ngồi bất động trong một ngày có thể so với đại náo thiên đình còn khó hơn. Phương diện này thì cứ giao cho lão tôn ta. Tiểu Quân, tên này thì làm sao đây? Phải giết nó ư? Ánh mắt của Huống Thiên Minh lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào ma thú hung thiên đang nằm trong đống hoang tàn. Hồng Quân trầm tư trong chốc lát nói: Lồng sắt kia không phải vẫn còn đó sao? Trước hết mang nó giam vào bên trong đó. Nếu như ta có thể sử dụng được, vậy đó chính là một thứ vũ khí công thành cực kỳ mạnh mẽ. Ba người còn lại mặc dù đều tỏ vẻ đồng ý, nhưng vẫn có chút lo lắng trong lòng. Dù sao ma thú kia nếu như khôi phục lại sức lực, ở đây e rằng chỉ có Hồng Quân mới có thể chế ngự được nó. Ngay sau đó, Hồng Quân đem những khải sáp cùng binh nhận của những binh sĩ đã chết của loạn thần giới lấy ra phân chia cho đại quân Chu thần giới. Dù sao những khải sáp cùng binh nhận đều là hỗn độn linh bảo sơ cấp, tại cường độ tấn công cùng phòng thủ nếu so với trang bị vũ khí chưa truyền vào vật chất hỗn độn thì mạnh hơn rất nhiều. Không qua bao lâu, Chu thần giới đã bố trí xong phòng tuyến chặt chẽ ở toàn bộ Ma Long Tinh. Hồng Quân, Cổ Bàn cùng với Huống Thiên Minh cũng đều ở trong Ma Long Thành tiến nhập vào trong trạng thái bế quan tu luyện. Mục tiêu chủ yếu của Hồng Quân vẫn là đột phá bất diệt phách thể. Huống Thiên Minh thì cần phải tiến hành lĩnh ngộ vật chất hỗn độn để đạt được cảnh giới cao lên, làm sao cho thiên đạo chi nhận phóng thích được năng lượng lớn hơn. Còn như Cổ Bàn thì đem trọng điểm phóng thích ở bên trong thế giới hắc động bàn cổ phiên. Cỗ lực lượng kỳ lạ kia đối với hắn vẫn còn sản sinh ra một loại tác dụng bài xích nào đó. Nhưng Cổ Bàn đã chuẩn bị tốt việc nghiên cứu không gian thần bí này. Ngoại trừ Tôn Ngộ Không, một trong tứ đại thống lĩnh hướng đến các tinh cầu xung quanh không ngừng tiến hành công kích. Bởi vì nơi này đã là phạm vi của loạn thần giới, cho nên số lượng chú binh rất nhiều. Điều này ngược lại tạo điều kiện rất tốt cho hắn có thể nâng cao kinh nghiệm thực chiến lên cực hạn, cùng với trong chiến đấu lĩnh ngộ điều huyền bí của vô thượng chiến ý. Thời gian lặng lẽ trôi qua được 1000 năm. Tuy nhiên trong mắt mọi người, 1000 năm này chẳng qua là chỉ trong nháy mắt, căn bản là không có gì đáng để lưu luyến. Tại Tà Thần Vũ Trụ, Tần Vũ đang ở bên trong Thất Tuyệt Tinh Hệ. Tình hình chiến tranh đã phát sinh biến đổi hoàn toàn. Từ sau khi Tần Vũ chiếm lĩnh Minh Huyễn Thành, thế công của Tà Thần Giới cũng đã hoàn toàn phát động. Hai đại thống lĩnh Hiên Tuấn Khanh và Uông Hy Thiên chỉ huy 70000 đại quân của Tà Thần Giới ở trong 1000 năm thu phục gần 1/5 khu vực của Thất Tuyệt Tinh Hệ. Mà Dương Thiên Hành dẫn đầu binh đội dưới quyền chỉ huy của tiểu công chúa Tử Băng Linh công chiếm được vài quả chủ tinh cùng vạ phạm vi 2 ức dặm gần chung quanh vùng. Bây giờ phạm vi lĩnh vực bị chiến thần giới chiếm đóng đã không ngừng thu hẹp lại. Tin rằng thời gian không bao lâu nữa, chiến thần giới sẽ rút quân hoàn toàn ra khỏi Tà Thần Giới. Đồng ý là thắng trận tuy nhiều, nhưng cũng không tránh khỏi có lúc phải thua trận. Trong 1000 năm, Tà Thần Giới cũng tổn thất hơn 10000 binh lực. Lại nói, Vũ Văn Thác là một người nhát gan như thỏ. Nhiều năm như vậy mà số lần tham gia chiến tranh cực kỳ ít. Phần lớn đều ở bên trong mật thất cùng với Tần Vũ tiến hành tu luyện. Trải qua thời gian 1000 năm, đối với việc lĩnh ngộ kinh văn trên vách đá, cảnh giới của hắn cũng từ đại huyền trung kỳ tăng lên tới thiên mang sơ kỳ. Cũng không biết có phải là hắn không sợ chết hay không, mà phương diện diễn hóa nguyên lực sinh mệnh tu vi càng tăng cao, bây giờ đã có năng lực chữa trị cho những binh sĩ bị thương trên phạm vi rộng lớn hơn. Còn như Tần Vũ, cảnh giới tăng lên cũng là làm cho người khác chố mắt mà nhìn. Lĩnh hội được từ trên những văn tự đồ đằng của cảnh giới tà thần, khiến cho Tần Vũ ở chỗ diễn hóa hỗn độn cùng với linh hội nguyên tố tăng lên thật lớn. Cảnh giới hiện tại đã đạt tới hoàn hư sơ kỳ, cũng mơ hồ cảm giác được cái gọi là lực lượng cường đại của cấm thuật. Văn tự trên ma bàn này khắc dấu chính là cấm thuật mà tà thần Tử Dạ Thương Long năm đó đã linh hội. Nhưng đối với báu vật này, ông cùng với Vũ Văn Thác cũng không có bất cứ hứng thú gì. Nếu như tự mình đủ khả năng sáng tạo ra cấm thuật, đó mới là cảnh giới tối cao. Với năng lực hiện tại của Tần Vũ, quả thật có thể từ trong 6 đại phép tắc diễn hóa ra lực lượng của cấm thuật. Nhưng so với Tử Dạ Thương Long, thật ra về phương diện lực lượng vẫn còn có chênh lệch không thể so sánh. Ngoại trừ 6 đại pháp tắc ra, Tần Vũ từ trong vật chất hỗn độn cảm ngộ được nguyên lực sinh mệnh. Cái mới phát hiện này gọi là pháp tắc địa nguyên tố. Nhưng đơn giản chỉ là nguyên lực sinh mệnh biểu hiện ra còn có chút trống rỗng. Bây giờ Tần Vũ hay còn chưa thể lĩnh ngộ được pháp tắc địa nguyên tố này đến tận cùng ẩn chứa bí ẩn nào. Với lại pháp tắc thiên nguyên tố lại càng không cách nào nghiên cứu ra. Chỉ có điều Tần Vũ có cảm giác một khi đã lĩnh ngộ hoàn toàn 8 pháp tắc nguyên tố, nhất định sẽ có năng lực của trưởng khống giả. Một ngày kia,
trong mật thất tràn ngập vật chất hỗn độn, đột nhiên sinh ra biến hóa rất lớn. Sau khi vật chất hỗn độn bành trướng dữ dội rồi lại thu rút trở lại, vật chất hỗn độn dày đặc dường như bị một cỗ chú lực vô hình mà như là khống chế trong tay đang chuyển động rất nhanh, bên trong hình thành một dòng xoáy sụp lún. Chính giữa vòng xoáy không ngờ lại là Tần Vũ. Thần sắc của Tần Vũ rất bình tĩnh, trên nét mặt anh tuấn lộ ra thần sắc vô cùng tự nhiên. Nhưng chỉ phút chốc sau đó, lông mày của ông hơi nhíu lại, dường như đã nhận ra một tia khác thường. Toàn bộ thân thể đều run nhẹ nhẹ. Vũ Văn Thác cũng cùng ở bên trong mật thất, liền cảm giác được vật chất hỗn độn chuyển động rất nhanh, tản ra phát ra một cỗ khí tức hủy diệt, lập tức từ trong nhập định bừng tỉnh lại. Nhìn tới vòng xoáy sụp lún này, hai mắt trợn trừng, run run giọng nói: Tần Vũ huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Vòng xoáy hỗn độn này còn đang xoay tròn rất nhanh, giống như toàn bộ đều ở nằm trong tay Tần Vũ. Chỉ có điều quái lạ chính là bên trong vật chất màu xám kết dính dày đặc, bỗng nhiên diễn hóa ra hai khí thể màu đen trắng quấn lấy nhau cùng một chỗ, hình thành một dòng xoáy thật lớn đen trắng đan xen vào nhau. Vũ Văn Thác có thể cảm giác được bạch khí kia ẩn chứa khí tức sinh mạng cực kỳ mạnh mẽ, mà hắc khí lại phát ra khí tức hủy diệt vô cùng hung mãnh. Vòng xoáy hắc bạch to lớn này hiển nhiên chính là lục đạo luân hồi ở trong đan điền của Tần Vũ, mà Vũ Văn Thác lại hoàn toàn không biết. Trước mắt dường như vật chất hỗn độn trong phút chốc bị biến chất, một lần nữa biến thành lục đạo luân hồi. Thế nhưng Vũ Văn Thác nhìn ra chuyển động của lục đạo luân hồi mặc dù cực kỳ nhanh chóng, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ ngưng động. Khí thể hắc bạch ở trong vòng xoáy đã hoàn toàn rối loạn, chính giữa lục đạo luân hồi cũng sụp đổ xuống. Tần Vũ cứ như thế ngồi trong lỗ hổng, thần sắc ngưng trọng. Tóm lại, lục đạo luân hồi hiện tại cùng với lục đạo luân hồi ban đầu của Tần Vũ đã hoàn toàn không giống nhau. Vũ Văn Thác nhìn Tần Vũ đang chấn giữ ở giữa lục đạo luân hồi, cố gắng muốn đánh thức hắn, nhưng Tần Vũ dường như bị cuốn trong giấc mộng, mi tâm rung rung mà trước sau không cách gì lay chuyển tỉnh dậy. Chẳng lẽ đây chính là cỗ lực lượng thần bí trong cơ thể của hắn sao? Vũ Văn Thác thầm nghĩ, lục đạo luân hồi của hắn cảm giác cũng chỉ có hai chữ hủy diệt. Chẳng qua hắn dường như không có biện pháp khống chế cỗ lực lượng này. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Vũ Văn Thác cũng phát hiện ở bên trong lục đạo luân hồi khó mà kêu gọi ngừng lại. Chẳng qua cũng không đợi hắn suy nghĩ tường tận, ở trong lục đạo luân hồi đột nhiên phát ra một tiếng sấm vang, âm thanh vang động, toàn cả mật thất đều rung chuyển, lay động mãnh liệt. Đây là... Trước mắt một màn kia khiến cho Vũ Văn Thác vô cùng khiếp sợ. Bỗng chốc lục đạo luân hồi rung động kịch liệt, chuyển động cực nhanh, bất chợt liền dừng lại. Lấy Tần Vũ ở giữa, từng đạo vết nứt sâu dần dần xuất hiện ở mặt ngoài của vòng xoáy, vẫn không ngừng kéo dài ra. Toàn bộ bên trong mật thất phát ra một tiếng vang rạn nứt, làm cho trong lòng người kinh sợ. Dường như có lực lượng nào đó giống như đang chia cắt lục đạo luân hồi. Khi vết nứt lan tràn đến toàn bộ mặt ngoài của vòng xoáy, nhìn vào nó mà phát hoảng. Lục đạo luân hồi dường như trong phút chốc cũng hoàn toàn tan vỡ. Một tiếng nổ ầm vang biến thành một cỗ vật chất hỗn độn màu xám dày đặc tràn ngập cả mật thất. Tan biến rồi ư? Không xong rồi. Nguyên Vũ Văn Thác cho rằng lục đạo luân hồi tan biến, đột nhiên trong lòng cả kinh. Hắn cảm giác được một cỗ lực lượng diễn sinh ở trong vật chất hỗn độn, ngưng thần nhìn lại, phát hiện một quang ảnh kỳ quái bao phủ lên toàn thân của Tần Vũ. Quang ảnh như ẩn như hiện, nhìn qua dường như trơn nhẵn mà lại có đường nét cực kỳ rõ ràng. Chẳng qua lúc này bởi vì vật chất hỗn độn quá đậm đặc, Vũ Văn Thác cũng không cách nào nhìn rõ nét lắm. Đợi đến lúc vật chất hỗn độn hơi tích tụ xuống, một tiếng thở dài thỏa mãn từ trong miệng Tần Vũ phát ra. Hình dáng kia cũng dần dần rõ ràng hơn. Trên quang ảnh hình vuông bao phủ toàn thân thể Tần Vũ đó chợt lóe rồi tắt đi. Nhưng trong nháy mắt chớp động này, Vũ Văn Thác thế mà lại nhìn thấy rõ hình dáng của nó. Đó là quang ảnh hình một cái cửa to lớn, hai bên cột trụ của nó chính là đang phát ra quang mang trầm lắng. Mặt trên được chạm trổ văn tự đồ đằng không cách nào hiểu được. Trên hình vuông quả là có một mặt giống như tấm biển, tựa như là vật được khắc dấu ba cái đồ án văn tự mơ hồ. Vũ Văn Thác nhất thời cũng không cách nào hiểu được, mà làm cho kẻ khác kinh ngạc chính là ở giữa, chính giữa quang ảnh hình cái cửa đó là một cái vòng xoáy sụp lún, một cỗ ám lưu tối đen đang chậm chậm lưu động, tản phát ra một cỗ khí tức hủy diệt cực kỳ mãnh liệt. Trong khoảnh khắc chợt lóe lên rồi tắt đó, Vũ Văn Thác mặc dù không biết nó rốt cuộc là cái gì,
nhưng có thể cảm giác được cỗ lực lượng hủy diệt đó tản phát ra quả thực rất đáng sợ. Cái đó thậm chí là vượt qua lực lượng hủy diệt của cao thủ cảnh giới hoàn hư. Cả người tức thì không tự chủ được phát run lên. Lúc này Tần Vũ chậm chậm mở hai mắt ra, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, ánh mắt lộ ra vẻ vô thức mà trong suốt, không có bất cứ nét sắc sảo nào, giống như mây trôi tản mạn, lộ ra vẻ cực kỳ hứng hờ. Mặc dù quang ảnh hình cánh cửa kia đã tan biến, nhưng còn lưu lại khí tức hủy diệt cũng đủ làm cho Vũ Văn Thác khiếp sợ, giống như không gian xung quanh đều biến thành như cương thiết cứng chắc. Hắn há hốc miệng thật lâu mới khó khăn thốt ra mấy chữ. Tần Vũ, huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Tần Vũ khẽ nhíu mày, trên vẻ mặt bình tĩnh hiện lên một tia thần sắc mờ mịt, than thở nói: ta cũng không rõ, ngươi thấy được cái thứ đấy chứ? Vũ Văn Thác gật đầu: đó là cái gì vậy? Tần Vũ nói: nó đang ở bên trong đan điền của ta, tiềm ẩn một loại lực lượng thần bí tên là lục đạo luân hồi, nhưng trải qua vài lần chiến đấu, nó trở nên càng ngày càng trì trệ, dường như đã thoát khỏi khống chế của ta. Mới vừa rồi ta lợi dụng năng lực diễn hóa hỗn độn, làm cho hỗn độn biến chất tạo thành sinh tử nhị khí, dùng một loại phương thức khác phóng thích ra lục đạo luân hồi, nhưng không nghĩ đến nó lại có thể tự động vỡ tách ra hình thành một loại lực lượng khác. Vũ Văn Thác trong lòng cả kinh. Lục đạo luân hồi? Nói như vậy, người đã khống chế trong tay loại lực lượng mới này thật sự là cường đại đến đáng sợ mà. Tần Vũ khẽ lắc đầu. Đây là một loại lực lượng mới cũng không sai, nhưng với năng lực hiện tại của ta vẫn không thể khống chế nó trong tay, thậm chí ta còn không biết được chính xác nó đến tận cùng là cái gì. Hóa ra là như thế. Thế nhưng Tần Vũ huynh đệ, người đã bế quan 1000 năm rồi, cảnh giới hiện tại giải thích thế nào nó vẫn là thiên mang hậu kỳ đấy. Vũ Văn Thác dường như rất để ý tu vi của Tần Vũ, lo lắng hỏi. Tần Vũ hờ hững cười một tiếng. Ta bây giờ đã lĩnh ngộ 6 pháp tắc đại nguyên tố, cùng với việc khống chế trong tay nguyên lực sinh mệnh, cảnh giới hiện tại là hoàn hư sơ kỳ. Thế nhưng nếu như có thể khống chế được loại lực lượng mới này, như vậy cảnh giới còn có thể tăng lên lần nữa. Hoàn hư cảnh giới ư? Vũ Văn Thác một vẻ mặt hoảng sợ vạn phần, gần như không thể nào tin được nói. Nói như vậy là có thể bắt đầu sử dụng lực lượng cấm thuật rồi. Nếu như ngươi có thể học được cấm thuật của Từ Dạ Thương Long trên ma bàn, e rằng cao thủ của tà thần giới có thể đánh bại ngươi cũng không vượt quá 10 người. Từ Dạ Thương Long, ta đối với cấm thuật của hắn không có hứng thú chút nào. Nếu như thực sự muốn nâng cao cảnh giới, vậy phải tự mình sáng tạo ra cấm thuật. Ta tốn thời gian 200 năm từ trong 6 đại pháp tắc sáng lập ra một vài cái cấm thuật, nhưng thật ra năng lực còn cần ở trong thực chiến mới có thể thực sự phát huy. Tại diễn hóa hỗn độn cùng với khống chế trong tay pháp tắc nguyên tố, tu vi của Tần Vũ đã có thể nói là cao thâm khó lường. Muốn tiếp tục truy tìm đột phá ở trong thiên địa nguyên tố, như vậy bế quan có lẽ là không lớn, điều này còn cần cơ duyên nhất định. Vũ Văn Thác lè lưỡi cảm khái nói: người thật đúng là kỳ tài của tà thần vũ trụ. Phải biết rằng người bình thường muốn đạt tới được loại cảnh giới như ngươi, nhanh thì 3000 năm, chậm thì trên vạn năm, còn ngươi lại chỉ cần thời gian 1000 năm, còn tự mình sáng tạo cấm thuật, quả thực là lợi hại. Tần Vũ đối với vẻ xu lịnh của hắn cũng không thèm để ý, hờ hững cười nói: xem ra trong 1000 năm qua cảnh giới của ngươi tăng lên cũng rất nhanh, lại có thể chuyên tu nguyên lực sinh mệnh, rất đáng sợ à. Vũ Văn Thác hăng hắc cười, không chút ngượng ngùng nói: tối thiểu sinh mệnh của mình cũng được bảo hộ, hơn nữa người nếu bị tổn thương, ta cũng có thể trong thời gian rất nhanh đem người chữa trị được. Trong 1000 năm này, phần lớn thời gian người đều ở trong mật thất này, như vậy binh đội chúng ta ra sao rồi? Tần Vũ hỏi. Vũ Văn Thác nói: binh đội đều do Dương Thiên Hành chỉ huy, mấy năm nay tiểu công chúa cũng có uy phong thu phục được rất nhiều lĩnh vực. Bất quá tà thần Từ Dạ Thương Long dường như cũng biết nàng ở chỗ này vài lần, cử người tới bắt nàng trở về, tưởng rằng tiếc rằng nàng nắm trong tay hơn 10 vạn binh lính, tính tình cũng rất điêu ngoa ngang ngược, như thế nào cũng không nguyện ý trở về, cho nên Từ Dạ Thương Long cũng phải lùi một bước cho phép nàng ở lại nơi này, nhưng cử ra rất nhiều cao thủ tà thần giới ở các tinh vực lân cận bảo vệ nàng. Tần Vũ khẽ gật đầu nói: tốt lắm, vậy đúng lúc nên xuất quan. Người lúc này nên theo ta ra ngoài xem tình hình chiến tranh bên ngoài như thế nào. Với tu vi của Tần Vũ hiện tại, muốn ở trong cảnh giới khống chế trong tay hỗn độn tiếp tục tăng lên
thì thời gian bế quan đó đã mênh mông vô thời hạn. Bây giờ đi vào trong chiến tranh, tích lũy một ít kinh nghiệm thực chiến, cải thiện cấm thuật một ít lại đúng là lựa chọn tốt nhất. Nhìn thấy Tần Vũ xuất quan, Vũ Văn Thác cũng không có tâm tình tiếp tục bế quan lĩnh ngộ nữa, cho nên theo Tần Vũ rời khỏi địa lao, đi tới Minh Huyễn Thành. Một ngày kia, vừa đúng lúc tiểu công chúa Tử Băng Linh cùng với hai đại thống lĩnh và phó thống lĩnh Dương Thiên Hành trở về. Hơn 20 vạn đại quân xuất hiện rầm rộ ở trong Minh Huyễn Thành, thanh thế vô cùng cao lớn. Bên trong phủ thành chủ, một trận tức giận la mắng truyền ra, thanh âm sắc bén chói tai. Các ngươi, đám hỗn đản này, tại sao không đi công kích Thất Sát Tinh? Chúng ta có 20 vạn đại quân, cần phải sợ bọn chúng sao? Các ngươi, cả một đám nhát gan. Tử Băng Linh xem ra cực kỳ tức giận, hầm hầm chỉ vào ba người dưới đài, chửi ầm lên. Mà Huông Y Thiên cùng với Hiên Tuấn Khanh và phó thống lĩnh Dương Thiên Hành đều là thộn mặt cúi đầu đầy vẻ chán nản. Lúc này Tần Vũ cùng Vũ Văn Thác đi vào. Vũ Văn Thác xuất hiện hiển nhiên cũng không kỳ lạ, nhưng Tần Vũ xuất quan khiến cho mọi người trước mắt đều sáng lên, đặc biệt là Tử Băng Linh, cả người hưng phấn bổ nhào đến, ngoài dự liệu hung hăng như vòng tay gấu ôm chầm lấy Tần Vũ. Tần đại ca, người cuối cùng cũng xuất quan rồi. Tử Băng Linh thân thiết kêu, 1000 năm qua, cơ hồ mỗi năm Tử Băng Linh đều tới mật thất nhìn qua một lần. Mà hiện tại, Tần Vũ đối với nàng mà nói, cũng không còn là một tên man dợ, hung hãn đơn giản như thế nữa. Đối với việc bất thình lình xưng hô thân thiết, Tần Vũ có hơi kinh ngạc một chút, lập tức vẻ mặt hòa dịu. Người... Ừ, đúng, ta xuất quan rồi. Uông Hy Thiên và Hiên Tuấn Khanh chỉ trong chớp mắt liền nhận ra trên người Tần Vũ tản phát ra khí chất bất phàm, hiển nhiên ở phương diện tu vi đã tăng lên mấy cảnh giới, cùng kêu lên chúc mừng Tần huynh xuất quan. Dương Thiên Hành cũng đi tới hưng phấn nói, Tần huynh, không, Tần thống lĩnh, ngươi có thể xuất quan thật sự tốt quá rồi. Tần Vũ cười hỏi, các ngươi đang thương nghị cái gì vậy? Tần Vũ được chào đón mà Vũ Văn Thác tự nhiên gặp phải lạnh nhạt, vẻ mặt oán hận nói, đang thương thảo cái gì vậy, sao có mùi hỏa dược nặng nề như vậy? Trải qua một hồi giải thích mới biết, hóa ra 1000 năm qua Tử Băng Linh cùng bọn họ đang chỉ huy xuống cùng tà thần giới trải qua phương diện cường thế tiến công, tại bên trong Thất Tuyệt Tinh Hệ đã thu phục phần lớn lĩnh vực, bây giờ vẻn vẹn chỉ còn lại một cái chủ tinh cuối cùng và một ít tinh cầu không người ở vẫn còn nằm trong khống chế của chiến thần giới. Lúc ấy đại quân của Tử Băng Linh dẫn đầu tiến vào đại phòng tuyến cuối cùng của chiến thần giới, trong lúc đang chuẩn bị hướng chủ tinh cuối cùng Thất Sát Tinh tiến hành công kích, lại gặp phải Dương Thiên Hành, Uông Hy Thiên và Hiên Tuấn Khanh cùng đồng lòng phản đối, đến nỗi là đại quân còn lại của tà thần giới đều hướng về khỏa chủ tinh này phòng ngừa từ xa. Mặc dù Tử Băng Linh khăng khăng muốn tiến hành tiến công, nhưng những đội quân này dù sao cũng đang ở dưới quyền của mấy tên thống lĩnh, cuối cùng bất đắc dĩ đành phải rút quân trở về nơi này. Sau khi Tần Vũ hiểu rõ tình huống, chợt nói, thì ra là như thế, công chúa, quyết sách của bọn họ quả là chính xác đấy. Cho dù binh lực ở trong Thất Sát Tinh so với chúng ta vẫn còn chênh lệch, nhưng trong sự trợ giúp của đại quân còn lại của tà thần giới, ta nghĩ muốn chiếm lĩnh nó cũng không phải là việc khó. Chẳng qua người có nghĩ tới hậu quả của việc chiếm lĩnh nó hay không? Tử Băng Linh bĩu đôi môi đỏ thắm, ngỡ ngàng lắc lắc đầu, trên mặt còn mang theo vẻ ủy khuất. Tần Vũ thản nhiên cười nói, Thất Sát Tinh đó hiển nhiên là đạo phòng tuyến cuối cùng của chiến thần giới rồi. Nếu như chúng ta thật sự chiếm lĩnh nó, chẳng khác nào đem toàn bộ Thất Tuyệt Tinh Hệ đều thu phục lại. Nhưng việc này cũng đồng dạng kích động giới tuyến sau cùng của chiến thần giới. Bọn họ tất nhiên phải dùng biện pháp phản kích càng mãnh liệt hơn, thậm chí có thể điều động toàn bộ chiến tôn tới tham gia vào cuộc chiến đó. Đến lúc đó, chúng ta rất có thể sẽ lâm vào tình cảnh bất lợi. Tử Băng Linh cắn chặt môi nói, thế người nói chúng ta nên xử lý như thế nào đây? Người đã đáp ứng sẽ giúp ta thu hồi tất cả lĩnh vực mà. Tần Vũ nhướng mày, ta đáp ứng khi nào? Được lắm, ngươi lại dám nuốt lời. Ta chính là công chúa của tà thần giới, nói cái gì nhất định là cái đó, ngươi phải nghe ta. Tử Băng Linh giận dữ hầm hầm, một cỗ khí thế ngang ngược. Tần Vũ có chút bất đắc dĩ cười, trầm tư trong chốc lát nói, nếu như công chúa điện hạ thật sự muốn tiến công Thất Sát Tinh cũng không phải là không thể, nhưng phải bảo đảm tà thần giới có đủ năng lực gánh vác hậu quả của nó, cho nên lần này trước tiên cần xin chỉ thị của phụ thân người, Tử Dạ Thương Long.
Tử Băng Linh ngay lập tức gật đầu, hướng về Uông Hy Thiên nói: "Lập tức hướng phụ thân của ta xin chỉ thị, bất kể như thế nào phải thỉnh cầu hắn đồng ý." Uông Hy Thiên giờ phút này sắc mặt đen lại đến đáng sợ, chẳng đặng chẳng đừng gật gật đầu khẽ lẩm bẩm: "Thật ra nói thì dễ, còn phải xem phụ thân người có đồng ý hay không, cũng không phải phụ thân của ta nói có thể đồng ý là đồng ý được." Ngươi đang nói cái gì?" "Không có việc gì, ta đi ngay đây." Uông Hy Thiên vẻ mặt chán nản, cấp tốc chạy ngay ra khỏi thành chủ phủ. Trong 1000 năm chiến đấu, Dương Thiên Hành và hai gã thống lĩnh đã từ thực chiến lĩnh ngộ được diễn hóa hỗn độn vật chất cùng với điều khiển pháp tắc cũng có đề cao thật lớn. Dương Thiên Hành đã đạt tới Thiên Mang trung kỳ, tin rằng không bao lâu nữa có thể đạt tới hậu kỳ cảnh giới, mà Uông Hy Thiên và Hiên Tuấn Khanh đều là Thiên Mang hậu kỳ, bọn họ là tự tu luyện thủy sơn nguyên tố pháp tắc, trên lực lượng phòng ngự có thể nói là cực kỳ bền chắc. Đạt tới Thiên Mang hậu kỳ đã khó, có thể từ hậu kỳ đạt tới Hoàn Hư sơ kỳ lại càng khó hơn. Điều này đối với tất cả tu luyện giả mà nói đều là một thử thách cực kỳ gian nan, phần lớn phải mất mấy ngàn năm nghiên cứu hỗn độn vật chất mới có thể đạt tới cảnh giới này, cho nên Vũ Văn Thác mới kinh ngạc đối với sự tăng trưởng tu vi của Tần Vũ. Thất Sát Tinh này đã xem như phòng tuyến cuối cùng của chiến thần giới tại Thất Tuyệt Tinh Hệ, mà Thất Tuyệt Tinh Hệ cũng chính là chiến trường chính. Nếu mất nó, vậy mấy ngàn năm ưu thế của tà thần vũ trụ đổ xuống sông xuống biển hết. Cho nên Thất Sát Tinh này là một chủ tinh trọng yếu nhất, cũng là nơi tiến công khó khăn nhất. Chưa cần nói đến xung quanh nơi này dày đặc những tinh cầu không người, đại quân khó có thể thi triển thế công. Hơn thế, trên chủ tinh này có 30 vạn đại quân chiến thần giới chiếm đóng, lại còn có 3 đại chiến tôn. Muốn công hạ nó, trừ phi áp đảo về binh lực, nếu không rất khó có thể đắc thủ. Ước chừng qua thời gian 3 tháng, tin tức từ tà thần giới đã về tới, song kết quả lại khiến tất cả mọi người đều cực kỳ kinh ngạc. Tử Sắc Thương Long đã chấp nhận cuộc tiến công này, nhưng cũng không nói là Minh Huyễn Tinh điều quân đi, chỉ sử dụng một ít binh lính dư thừa. Trừ số đó ra, còn lại binh lực tất cả tà thần giới đều tại Thất Tuyệt Tinh Hệ bày phòng tuyến. Cũng là để phòng ngừa chiến thần giới sau khi mất đi phòng tuyến cuối cùng sẽ phản công mãnh liệt. Nói cách khác, nhiệm vụ tấn công lần này hoàn toàn đặt trên đầu 20 vạn đại quân Minh Huyễn Thành. Hơn nữa, đặc biệt phải chú ý tuyệt đối không cho phép Tử Băng Linh tham gia chiến đấu. Vì thế, Tử Băng Linh là trăm lần không tình nguyện, vô luận là như thế nào cũng muốn đi theo giúp sức. Nhưng đây là mệnh lệnh của Tử Sắc Thương Long, hai gã thống lĩnh Uông Hy Thiên và Hiên Tuấn Khanh không dám làm trái. Ngay cả Tần Vũ cũng không đồng ý nàng tham dự trận chiến này. Dù sao, với số binh lực như vậy, công hạ Thất Sát Thành, nếu không bố trí kỹ càng, chính là không có khả năng làm được. Ngoài tin này ra, còn nói rõ, nếu Minh Huyễn Thành có thể công hạ quả chủ tinh này, thì tất cả thống lĩnh cùng với phó thống lĩnh đều có thể bước vào tà thần giới thời gian 100 năm tiến hành tu luyện. Điều này đối với tất cả mọi người đều là mộng mị. Ở tà thần giới 100 năm có thể xem như ở bên ngoài mấy ngàn năm, thậm chí hơn 10.000 năm tu luyện. Linh hồn lạc ấn của tà thần Tử Sắc Thương Long là cách tốt nhất để đề cao cảnh giới. Một năm sau, chiến giáp vận chuyển từ tà thần giới cũng đã tới Minh Huyễn Thành. Phía ngoài thành chủ phủ, Tần Vũ nhìn thấy La Liệt áo giáp tiến lên cầm một thanh kiếm to bản, xem nặng nhẹ thế nào, trầm giọng nói: "Bình khí này là do nguyên liệu gì chế tạo vậy?" Vũ Văn Thác bên cạnh nhìn thoáng qua, tự hồ đã biết tất cả, cười nói: "Đều là phàm vật, phần lớn là lợi dụng sự cứng rắn của thiên thạch mà tạo thành. Bởi không có dung nhập hỗn độn vật chất mà tiến hành khải linh, cho nên đều không tính là linh bảo." "Như thế nào lại vậy? Chẳng lẽ Tử Sắc Thương Long không muốn đoạt Thất Sát Tinh?" Tần Vũ cau mày hỏi. Hiên Tuấn Khanh lắc lắc đầu: "Không phải không muốn, chỉ là tà thần giới căn bản không có nhiều hỗn độn linh bảo như vậy mà cho binh lính sử dụng. Thậm chí ngay cả thống lĩnh chúng ta cũng chỉ có thể sử dụng một ít trung hạ phẩm hỗn độn linh bảo thôi." Vũ Văn Thác gật đầu: "Từ thời viễn cổ có ghi lại rằng ngoài tà thần giới và chiến thần giới ra còn tồn tại một hai tích tinh vực nữa. Nghe đồn nơi đó sản sinh ra rất nhiều linh bảo, hình như cả tinh vực đều là nhờ vào linh bảo mà có thể chống đỡ. Bất quá cụ thể thế nào ta cũng không rõ lắm." Trải qua 1000 năm tu luyện, Tần Vũ đối với luyện khí đạo cũng có hiểu rõ. Để tạo ra hỗn độn linh bảo cực kỳ khó khăn, nhất là trong quá trình luyện chế nguyên liệu cùng với hỗn độn chất phải dung hợp sao cho hoàn mỹ nhất. Nếu sơ suất một chút sẽ biến thành hạ phẩm, thậm chí là thất bại trong gang tấc.
ngay cả liên liệu cũng vì thế mà hỏng mất. Lúc trước là bởi vì có hỗn độn chất mật độ cao cho nên mới có thể khiến Tử Vân Kỳ tăng lên một phẩm cấp, mà tới nguyên thủy vũ trụ này, Tần Vũ cũng đã không còn phong thái tượng thần năm đó nữa. Tần thống lĩnh, ngươi định làm gì? Thật sự muốn công thành sao? Hiên Tuấn Khanh hỏi. Đây không phải là mệnh lệnh của Tử Sắc Thương Long ngư? Chúng ta như thế nào có thể cãi lời? Huống chi nếu thật sự có thể công hạ được Thất Sát Tinh, chúng ta đều có thể tới Tà Thần Giới. Nơi này là tốt nhất cho việc tu luyện rồi. Tần Vũ nói. Uông Hy Thiên ngắt lời nói. Thế nhưng bọn chúng có gần 30 vạn đại quân, với thực lực của chúng ta bây giờ, muốn công hạ e rằng thật sự rất khó khăn. Tần Vũ tự tin cười. Cái này phải xem năng lực của chúng ta rồi. Cứ quyết định như vậy đi. Một tháng sau sẽ hướng Thất Sát Tinh xuất phát. Vô luận là thế nào cũng phải công hạ nó, đuổi chiến thần giới ra khỏi Thất Tuyệt Tinh Hệ. Dường như sau 1000 năm bế quan tu luyện, dục vọng cầu chiến của Tần Vũ đã cực kỳ đại thịnh. Hắn rất muốn nhanh chóng đưa lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc chân chính mấy năm nay vận dụng trong thực chiến, với ham muốn đột phá. Tất cả đều theo mệnh lệnh của Tử Sắc Thương Long mà chấp hành. Tử Băng Linh cực kỳ buồn bực vì bị bỏ lại trong Minh Huyễn Thành. 20 vạn đại quân lần này do 3 đại thống lĩnh, trong đó có Tần Vũ cùng với Dương Thiên Hành và Vũ Văn Thác thống suất đi trước Thất Sát Tinh. Bởi khoảng cách giữa Thất Sát Tinh và Minh Huyễn Tinh cũng không phải quá xa, không đến 5 năm, 20 vạn đại quân đã đi tới bên bờ Thất Tuyệt Tinh Hệ, cách Thất Sát Tinh không quá 3000 dặm. Nơi này tinh cầu không người rất dày đặc, muốn đưa 20 vạn đại quân nhanh chóng tiến vào hiển nhiên là cực kỳ khó khăn, cho nên trước hết Tần Vũ chia 20 vạn binh lính làm 3 đội, mỗi thống lĩnh phụ trách một đội, mỗi đội có gần 7 vạn binh sĩ. Thất Sát Tinh này hiển nhiên đã có phòng bị từ trước. 30 vạn đại quân đã rời khỏi Thất Sát Tinh tới một mảnh tinh vân rộng lớn, bày đại trận phòng thủ đợi Tà Thần Giới đến. Trận chiến này có thể nói là không có chiến thuật gì có thể áp dụng, tất cả đều phải trải qua một hồi quyết chiến. Tần Vũ mặc dù đứng tại cách đó ngàn dặm, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được khí tức cường đại do 3 đại chiến tôn phóng ra. Theo thứ tự nhận định thì thực lực của bọn họ tuyệt đối đã trên Thiên Mang hậu kỳ. Hơn nữa, điều khiến cho Tần Vũ cố kỵ nhất chính là chiến thần quyết. Hiện tại bản thân Tần Vũ đã xem như hoàn hư sơ kỳ cảnh giới, nhưng nếu chiến tôn có thể sử dụng chiến thần quyết gấp 5 lần thì tình cảnh chính là cực kỳ không ổn. Tần Vũ huynh đệ, Uông thống lĩnh và Hiên thống lĩnh đều đã sẵn sàng xuất kích, chúng ta nên làm gì bây giờ? Vũ Văn Thác hỏi. Tần Vũ nhìn Dương Thiên Hành phân phó. Thiên Hành, 1000 năm cho tới nay đều do ngươi thống lĩnh binh đội, tin rằng về mặt này đã có nhiều kinh nghiệm, cho nên 7 vạn đại quân sẽ do ngươi điều khiển. Vũ Văn Thác, ngươi tới phụ trách chữa trị thương binh, sinh mệnh nguyên lực của ngươi nhất định có chỗ sử dụng, còn lại 3 chiến tôn giao toàn bộ cho ta. Dương Thiên Hành trong lòng cả kinh. Điều này sao có thể? Thế nhưng 3 chiến tôn à, thực lực không phải tầm thường đâu. Tần Vũ cười nhạt. Yên tâm, ta tự có đối sách. Vũ Văn Thác một bên lại vỗ ngực, tựa hồ bản thân rất may mắn nói. Hoàn hảo, như vậy là không bị cuốn vào trong chiến trường rồi, cái mạng nhỏ này dễ bảo toàn rồi. Tần Vũ huynh đệ, đại ân đại đức của ngươi, Vũ Văn Thác ta trọn đời không quên. Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, đan điền khẽ run lên, hỗn độn vật chất kết dính đã từ khắp nơi trên thân thể phóng ra. Sau khi lục đạo luân hồi băng hủy trong cơ thể, Tần Vũ sinh ra một loại tân lực lượng bí ẩn. Mặc dù bản thân hắn đối với loại lực lượng này hoàn toàn không biết gì, nhưng khi vận chuyển cỗ lực lượng thần bí này vẫn có thể tạo ra một lượng lớn hỗn độn vật chất, thậm chí so với lục đạo luân hồi trước kia còn nhiều hơn. Hơn nữa, lúc này không còn cảm giác trì trệ của lục đạo luân hồi nữa, vòng vận chuyển trong đan điền càng tự nhiên tiêu sái. Tần Vũ nhướng mày, hỗn độn chất bên tay phải diễn hóa thành phong hỏa nguyên tố pháp tắc. Phong nguyên tố nhất thời bạo ngược trong hư không, điên cuồng gào thét. Hỏa nguyên tố theo đó mà trải dài như vô tận. Hai loại nguyên tố dung hợp một cách hoàn toàn, hoàn hảo, tạo thành một đoàn trường khí mãnh liệt màu đỏ sậm, tốc độ không thể tưởng tượng, tiến đến phía trước. Khai chiến! Một tiếng giống hận từ trong huyết hầu Tần Vũ bộc phát ra. Ngay sau đó, 20 vạn đại quân cũng đồng thời hét lên, hướng Thất Sát Tinh vọt tới. Đoàn trường khí này ẩn chứa ngọn lửa cường đại, trong nháy mắt đã tới phía trước đại quân chiến thần giới. Tam đại chiến tôn tức khắc cảm giác được trong đó ẩn chứa nguyên tố lực lượng,
đều thi triển trạng thái phách thể, bộc phát lực lượng oanh kích lên đoàn trường khí kia. Phong nguyên tố phát tắc bị ba đạo lực lượng cường đại phá giải, từng đạo hỏa lưu trong đó bắn về bốn phương tám hướng, nhất thời bay vào phạm vi đại quân chiến thần giới. Hỏa diễm màu xám như là rắn độc, sau khi bám vào thân thể binh lính thì trong chớp mắt đã phá hỏng trạng thái phách thể của bọn họ. Những tiếng giống thảm thiết bắt đầu vang lên, một mảng biển lửa mãnh liệt thiêu đốt. Điều này cũng là nằm trong tính toán của Tần Vũ. Trước mắt, phòng tuyến đầu tiên của đại quân chiến thần giới đã bị đảo loạn, cũng là cơ hội tiến công tốt nhất của tà thần giới. Uông Hy Thiên và Hiên Tuấn Khanh mỗi người đều tự xuất lĩnh 70,000 quân đi trước, chia làm hai cánh tiến hành công kích. Mà binh đoàn của Tần Vũ giống như một mũi đao sắc bén, hung hăng đâm thẳng vào trong đại quân chiến thần giới. Trải qua 1.000 năm chinh chiến, Dương Thiên Hành trên phương diện điều binh khiển tướng hiển nhiên rất có kinh nghiệm. Dù là trận pháp biến ảo hay công lẫn phòng đều được hỏa nguyên tố của hắn phóng ra hạn độ lớn nhất. Hỏa lưu màu xám dưới sự điều khiển của hắn đã từ trong đại quân chiến thần giới nổ lên thành một biển lửa. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.